Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi chiều ngày hôm nay thì Túc vui mừng thông báo cho mọi người cái con DogeX này đã phân phối và cái địa chỉ ví mà anh em đã cung cấp cho dự án cũng như là về sàn. Thì hồi giờ sáng nay thì đã cung cấp về sàn là sàn Bitget và Bybit. Thì chiều nay thì ở trên cái sàn Binance của mình thì nó đã phân bổ về. Thì mình vào trong app, trong cái con bot ngày xưa mình có làm ấy, thì nó vẫn thấy là nó hiện lên là 63.013 cái đồng DogeX này về Binance, chưa thấy nó mất đi. Nhưng mà mình vào trong cái tài khoản Binance của mình đây, thì anh em có thể thấy là anh em kích vào phần mục spot cho mình này, đúng không ạ? Đây thì anh em có thể thấy là của mình là được 73.000, tức là mình gửi cái đồng dot này, chuyển cái đồng dot này về cái sàn Binance ấy, thì chúng ta sẽ nhận được là 500 người đầu tiên thì nhận được 20.000 cái đồng dot S này từ sàn. Và đối với người từ 500 người trở từ 600 người trở đi ý, thì anh em sẽ nhận được ít hơn, được chưa? Đương nhiên là của mình thì mình được 63.000 và mình là cái thuộc cái top, không phải là top mà người gọi gửi về cái sàn này, thì mình được cộng thêm là 10.000 cái đồng DogeX nữa, là tổng cộng là mình được là 73.000 cái đồng DogeX trên sàn Binance nhé. Nếu mà anh em đã liên kết cũng như là đã gửi cái địa chỉ ví của anh em ở cái sàn Binance thì anh em đều nhận được là từ 10.000 nhé. Còn 20.000 thì anh em là lọt trong top 500 cơ. Top 500 đầu người đầu tiên ấy gửi địa chỉ nhanh nhất ấy thì anh em sẽ nhận được. Còn như của mình là gửi chậm quá thì mình nhận được 10.000 thôi. Nói chung là khá là chúc mừng mọi người. Và một cái lưu ý nhỏ nữa thì hiện tại thì nó chưa lead ấy, thì khi mà nó lead nhá thì anh em có thể là kích vào phần là cái hiện tại nó đang cái mục spot này, đúng không ạ? Chúng ta kích phần giao dịch này, đúng không ạ? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang cái đồng DogeX này sang cặp USDT và chúng ta có thể xả đơn giản thôi. Chúng ta kích mark lên và chọn lệnh là lệnh market nha anh em nhé, để chúng ta bán trực tiếp luôn limit cái thứ đấy. Market thì nó bán trực tiếp luôn, limit thì chúng ta phải cài cái gọi là limit này, là gọi là bot tự động này, còn market này là thường là mình dùng market là nhiều đấy. Mình xin chúc mừng tất cả mọi người vậy nhá, mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.